Chào anh em, hôm nay mồng 2 Tết rồi. Hôm qua mồng 1 cúng cũng dứt gà, dập lia lịa tới khuya gần sáng. Bây giờ khan tiếng chịu hết nổi rồi. Anh em thể nào cũng hỏi có gà không? Xin báo cáo với anh em, mồng 2 cũng có gà. Đây, mời anh em. Tết thì Tết chứ phải có gà nha anh em. Hơi bị ngon luôn nha, gà nướng nha. Gà nướng giấy bạc. Nói chứ ba mồng có gà đầy đủ, là quanh năm mạnh có gà. Mình là mạnh gà, xin chào anh em. Có gà anh em thể nào cũng hỏi có bia không? Xin mời anh em có luôn, chuẩn bị sẵn rồi. Mở nắp. Mời anh em một chai, mùng 2. Chúc tất cả vạn sự nhí, vui vẻ, hạnh phúc, dứt. Nó đã. Báo cáo anh em, có gà. Ôi nó ngon. Cái này là gà không phải heo, ngon lắm anh em. Mời anh em nha, ăn online đi, ăn online chung với một cái đùi mấy ngàn người, ai coi là người đó ăn coi như full luôn á. Ừ, nó ngon. Tới công chuyện luôn, mà tới công chuyện là gì em đâu biết không. Thứ gì chịu nổi trời. Vợ em nó ho luôn rồi, nó thèm gà quá. Thôi em xin phép ngừng clip để bà ngồi bà quay mình miếng bà chảy. Đầm thì ướt hết cái nhà rồi. Từ sáng giờ đâu có ai được ăn sáng. Giờ là trưa rồi. Ăn đi vợ. Vô.